Tin mừng theo Thánh Luca. Vị thông luật hỏi Đức Giêsu: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Hãy đi và làm như vậy. Một họa sĩ, thay vì vẽ chân dung của môn đệ tháo đinh ra khỏi chân tay Chúa Giêsu, thì ông lại vẽ chân dung chính ông trong bức họa. Khi được hỏi lý do tại sao, ông lại đồng hóa mình với môn đệ trong bức tranh. Ông trả lời: Những người như tôi thường rất hay đóng đinh Chúa vào thập giá. Đã đến lúc tôi phải tháo những chiếc đinh tội lỗi ra khỏi thân xác của người. Người họa sĩ đã khám phá ra mối liên hệ giữa cuộc đời mình với Thiên Chúa của ông. Hôm nay, Đức Giêsu muốn mở ra cho nhà thông luật một khám phá mới, khám phá ra ai là người thân cận. Đức Giêsu đã đảo ngược vị thế của nhà thông luật trong mối liên hệ với người thân cận, nơi suy nghĩ của ông. Ai là người thân cận của tôi? Ông làm trung tâm của mối liên hệ này. Những người khác phải làm gì đó cho ông để ông thấy họ là người thân cận. Còn Đức Giêsu bảo, ông hãy đi và làm như vậy. Nghĩa là ông phải chứng tỏ mình là người thân cận của người khác bằng cuộc sống hướng đến tha nhân của mình. Lạy Chúa, xin thay đổi con tim ích kỷ của con để con biết yêu thương tha nhân hơn là đòi hỏi tha nhân phải yêu thương mình.